Cô muốn mua đèn. Tôi tính tìm cái đèn nào mà có hình ảnh trang nhã. Diamantel, thuốc dạ dày chữa y. Giảm nhanh cơn đau dạ dày. Thấy bức tranh thiền lá này, tôi thích quá. Nhưng mà bức tranh này còn lâu lắm tôi mới hoàn thành được. Khoảng bao lâu tôi chờ được? Bức tranh này tôi tính hoàn thành xong sẽ làm một cái đèn rồi để riêng ở tiệm chứ không có bán. Không sao, còn nhiều đèn đẹp khác mà, tôi sẽ lựa. Cô có muốn tôi giúp cô không? Cũng được. Tôi nghĩ cái đèn này hợp với cô. Tôi nhìn thấy ở anh có một tâm hồn nghệ sĩ. Hình trên mấy cái đèn ở đây là do anh vẽ hết đó hả? Tiệm tôi cũng nhiều thợ vẽ lắm. Nhưng mà đúng là trên đèn này là do tôi vẽ. Xin lỗi. Cô tên gì? Cô có cần tôi đề tặng gì trên đèn không? Tôi muốn xin anh một chữ. Cô cứ nói. Chữ nào mà anh thấy xứng hợp với tôi? Chữ nhã. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Một bông sen trang nhã giữa ao bùn. Người biết xin chữ chắc chắn là một người nhã nhặn. Tôi cũng chỉ là một ca nương, phường chèo con hát, sướng ca vô loài. Lời thế và quan niệm của xã hội khắt khe lắm. Nhưng mà thời cuộc rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Riêng tôi thấy cô là một người rất lịch thiệp và có lòng tự trọng. Cái đèn này tôi xin tặng cô. Tặng tôi? Để tỏ lòng tôn trọng cô, một người khách rất đặc biệt. Mày nói chính xác không? Em thấy cô Hồng nó vô tiệm đèn kéo quân. Mà ai có ngờ tiệm đèn kéo quân đó là của thằng Nghĩa, con của ông bà Bá đó cậu. Cái gì? Thằng Nghĩa mà tiệm đèn kéo quân ở đây hả? Dạ đúng rồi. Mà em còn thấy nha, cô Hồng đứng nói chuyện với thằng Nghĩa một hồi thiệt là lâu. Nhưng mà cái này mới ghê nè cậu. Thằng Nghĩa còn tặng cho cô Hồng một cái đèn kéo quân. Mà ghê hơn là cô khoái cái đèn kéo quân nó mới chết chứ. Mà em nghĩ cũng ngộ ta. Nhìn cậu như vậy nè, đẹp trai, phong độ, dễ thương vậy. Mà năm hồi bảy hệt mời rượu cũng từ chối. Còn thằng Nghĩa có gì? Em nghĩ thằng đó nó có cái tài nịnh đập, khéo tay, vẻ đẹp, nên gái đu là đúng. Em nói phải không cậu? Khéo tay, vẻ đẹp à? Dạ. Tìm của nó ở đâu? Dạ, ở gần hiệu thuốc mình luôn á.